anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2020 anh em, mình xin ra mắt giới thiệu với anh em là 10 phôi mai vàng ha. Hôm nay mình lên anh em giá sinh viên cho anh em ha, hàng 2 triệu đổ lại nha anh em. Đó, giá cho anh em là chơi văn nghệ cũng chơi được luôn ha. Đây em sẽ lựa từ cây số 1 tới cây số 10 cho anh em ha. Đây là cây số 1, cây mai vàng dáng siêu cũ đẹp nha anh em. Cây số 2 là cây thân trực tay cành đẹp. Số 3 cũng là dáng siêu cũ đẹp ha. Số 4 là dáng siêu luôn nha anh em. Số 5 là bonsai lùng lực. Số 6 là bonsai quái nha anh em. Số 7 là thân trực đế đẹp ha, tay cành đẹp. Số 8 là thân trực đọt lắc ha anh em, sát lớn luôn, giá mềm. Số 9 cũng là thân trực tay cành đẹp luôn ha. Số 10 cũng là bonsai dáng hơi siêu luôn nha anh em. Anh em ưng cái nào thì mình liên hệ với Quyền nha, để mình trao đổi và mua bán nha anh em. Rồi em ơi, số điện thoại là 0939860078 nha cô chú anh chị. Rồi, can bài luôn đi em. Rồi, số 1. Bắt đầu làm vé số 1 nha anh em. Chậm rồi, đúng rồi. Cây này thay thác cây thiên nhiên không anh em? Rồi, xong số luôn mày. Chiều cao là 42 nha. Chiều cao là 42 nha anh em. Đúng rồi. Cái vị trí này là 31 nha. Quạch thân là 31. Đường kính bầu là 39 nha. Đường kính bầu 39. Rồi, cây mã số 1 là giá sâm mày. Cái mã số 1 này em giao lưu với giá là 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 1 giá 1,6 triệu nha anh em. Còn hỗ trợ anh em mới ship mọi miền tủ quá ha. Rồi cái đít cái khu dữ lắm nha anh em. Ồ, cái cũ khá đẹp ha. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 2 là thân trực tay cành đẹp nha anh em. Đế 24 giờ ha. Hồi quay đêm. Cây này anh em về nuôi chơi tết ok ha, thăng thông thoáng. Anh em mà đam mê ghép á, mua cây này về mình chơi, mình chơi xong thư giãn ok nha anh em. Rồi thông số luôn mày. Chiều cao là 77 nha. Chiều cao là 77. Phần thân vị trí này là 25 nha. Phần thân là 25. Đường kính bầu là 38 nha. Đường kính bầu là 38 nha anh em. Rồi. Cái mã số 2 này em giao lưu với giá là 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 2 giá 1,2 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi đã gõ mày. Rồi tiếp theo mã số 3, giá nó cũng hơi siêu nhẹ nha anh em. Cũ rất đẹp ha, đế 24 giờ rất hay. Nguyên cái cũ luôn nha anh em. Đây, cái cũ anh em quan sát cái tay em nè, bự lắm nha anh em. Nhìn ngoài nó bự lắm ha. Khá đẹp ha. Rồi, thông số đi em ơi. Nhanh gọn lẹ luôn đi. Chiều cao là 62 nha. Chiều cao là 62 nha anh em. Quần thân ngay chiếc này là 31 nha. Quần thân là 31 ha. Đó cái cũ luôn, đúng rồi. Cũ đặt là 52 nha. Cũ đặt là 52 nha anh em. Đường kính bầu 42 luôn. Đường kính bầu 42 luôn. Rồi cái mã số 3 này giá sao mày? Cái mã số 3 này giao lưu với giá là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 3 với 1,5 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi đã gõ em ơi. Rồi tiếp theo mã số 4, dáng nó bay siêu luôn nha anh em, rất hay ha. Rồi quay đi em. Đế nó cuộn thành cái củ rất đẹp nha anh em. Mã số 4. Rồi thông số luôn.
chiều cao là 40 nha nè. Mình ăn ý kiến này là 23 ha. Mình ăn là 23 ha. Đó cái cũ đúng rồi mày. Đúng rồi. Cái cũ là 43 ha. Cái cũ là 43 nha nè. Đường kính bầu là 36. Đường kính bầu 36. Rồi cái mã số 4 thì giá sao mày? Cái mã số 4 em giao lưu với giá là 1 triệu 3 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 4 với 1 triệu 3 nha nè. Hỗ trợ anh em mới ship mọi miền tao quá ha. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 5 nha nè. Mai vàng luôn ha. Để nó cũ rất đẹp nha nè. Để bộ chừng bộ gói rất hay ha. Đây quay cho anh em xem. Khá đẹp nha nè. Đó, thằng nó lắc nhẹ luôn ha. Khá hay. Rồi thông số luôn mày. Nhìn con lẹ đi. Chiều cao là 45 ha. Chiều cao là 45 nha nè. Mình ăn y chín này là 29 ha. Mình ăn là 29 ha. Đường kính bầu là 39 nha. Đường kính bầu là 39 nha. Rồi cái mã số 5 này giá sao mày? Cái mã số 5 này em giao lưu với giá là 1 triệu 3 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 5 với 1 triệu 3 nha anh em. Hỗ trợ anh em mới ship mọi miền tao quá ha. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 6 là bonsai luôn nha. Để bàn nha anh em. Để bỏ gói rất hay ha. Tộc lắm nha anh em. Cái này em chơi bonsai ghép ok ha. Đây nó hình dáng lắm nha anh em. Khá độc ha. Rồi thông số luôn mày. Chiều cao là 22 ha. Chiều cao là 22 ha. Mình ăn 29 này là 29 ha. Mình ăn là 29 ha. Đường kính bầu là 38. Đường kính bầu là 38. Rồi khi mà số 6 này giá sao mày? Mã số 6 này em giao lưu với giá là 1 triệu 3 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cái mã số 6 giống đó là 1 triệu 3 nha nè. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tôi quá ha. Giá mềm không à ha. Giá mềm mại nha nè. Bán giá chuyên ăn khách hàng cho anh em ha. Rồi, đã gõ em ơi. Rồi, tiếp theo mã số 7 là thằng trực đế đẹp tay cành đẹp nha nè. Quay đi em, quay vòng em ơi. Đó, hết phong cây cho anh em xem ha. Để không chống mặt nào nha quý vị. Để đây. À, anh em quan sát lại nó phơi ha. Một cốp luôn. Và thông số luôn em ơi. Chiều cao là 106 ha. Chiều cao 106 ha. Mình ăn là 24 nha. Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu là 40. Rồi cái mã số 7 này giá sao mày? Cái mã số 7 này giá là 1 triệu 3 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 7 với 1 triệu 3 luôn nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 8 là thăng trực nha anh em. Cái đọt lót cái cũ rất đẹp nha. Em tiến gần bộ đế cho em xem ha. Nở hậu phong thủy tốt luôn nha nè. Chiều cao là 110 ha. Chiều cao 110 ha. Mình ăn vị trí này là 35 nha. Mình ăn là 35 nha. Đó cũ luôn. Ừ. Ừ vậy đó đúng rồi. Cái cũ là 55 luôn ha nè. Cái cũ là 55 luôn ha. Đường kính bầu là 50 nha. Đường kính bầu là 50 nha. Rồi cây mã số 8 thì giá sao mày? Cái mã số 8 thì giao lưu với giá là 1 triệu 8 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 8 giá 1 triệu 8 nha nè. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tao quá ha. Quá dễ chơi cho một đam mê nha. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 9 nha nè. Thăng trực vương tử tay cành đẹp luôn ha. Đế đẹp 24 giờ nha nè.
Lên này giá mềm mềm cho nên em chơi không? Chuyên cành này rất hay nha, anh em về chơi ghép thì ok ha. Rồi thông số luôn mày. Bình thăng là 27 nha anh em. Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu là 40. Chiều cao là 125 ha. Chiều cao 125 ha. Rồi cây mã số 9 này giá sao em ơi? Cây mã số 9 em giao lưu với giá là 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 9 với 1,6 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em mới ship mọi miền tới quá ha. Rồi đã gõ. Rồi tiếp theo mã số 10 nha em. Giảng nó siêu ha. Có cục đế quái thú nhìn cũng rất đẹp nha em. Chân cành cũng nhịp nhàng ha. Đó, để đặt nha em. Cây số 10 với cây số 1. Chơi cặp được không em? Được không? Rồi thông số luôn. Chiều cao là 38 ha. Chiều cao là 38 nha em. Không, cái số 10 này em quan sát thấy đẹp nha em. Quần thăng là 31 nha. Quần thăng là 31 ha. Đường kính bầu là 45 nha. Đường kính bầu là 45 nha. Cái mã số 10 em giao lưu với giá là 1,5 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 10 với 1,5 triệu luôn nha anh em. Hỗ trợ anh em với shipper mình tới quá ha. Hàng hôm nay hàng không dưới 2 triệu không anh em. Rồi, cái mã số 10 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có hết cái nào cứ liên hệ trực tiếp với Quyền là số 0939806078 nha anh em. Anh em có quý hiệp thương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có động lực đi săn cây và đi gọi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.